Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình, và ngay sau đây anh Phạm Cơ sẽ mở đầu cho chương trình Future News ngày hôm nay. Xin mời anh Phạm Cơ. Thưa quý vị, mở đầu chương trình Future News hôm nay là bản tin liên quan đến tiểu bang South Carolina. Thưa quý vị, tại tiểu bang South Carolina, cảnh sát vừa đưa ra một cái cuộn băng video, trong đó có việc giải cứu hai trẻ em mắc kẹt ở một cái nơi giải trí mà người ta gọi là Lazy River. Lazy River là một cái dòng sông chảy rất là chậm ở trong một cái nơi giải trí dành cho trẻ em và người lớn. Dĩ nhiên thì trẻ em là chính, cho nên dòng sông này thì kêu là Lazy River, nhưng mà thực sự ra thì chạy rất là chậm và rất là cạn. Hai trẻ em 12 tuổi đang chơi bơi ở trong cái hồ bơi đó. Thưa quý vị, đang thấy dòng sông trôi lững lờ thôi. Nhưng mà ở cái chỗ mà hai đứa trẻ đang kẹt ở bên góc bên phải đó mà quý vị đang thấy, thì chỗ đó nó có một cái ống hút nước, tức là nước từ trong dòng sông nó chạy ngang đó rồi nó hút xuống và để chuyển ra ngoài, bởi vì người ta không muốn dòng sông đó bị ngập nước, cho nên nó cứ nước lưu chuyển bằng cách hút xuống cái ống này rộng tới là 6 inch, lớn lắm, và nó có một cái thưa quý vị, nó có một cái song sắt đập ngang. Nhưng mà không hiểu sao hai đứa trẻ, một đứa nó kẹt vào đấy, đứa thứ hai tới để toan cứu đứa trẻ lên nhưng mà không có được, và đứa bé này 12 tuổi rồi la ó lớn lắm, la ầm ĩ, và lúc bây giờ thì mọi người đều đổ xô đến, cảnh sát cũng đổ xô đến, và cuối cùng thì dĩ nhiên cái dòng sông thì rất là cạn, cho nên cảnh sát đến và lôi đến và vực được em bé lên, bởi vì em bé đi chơi cùng với bạn, hai đứa đều là 12 tuổi cho nên không đủ sức mà kéo nhau ra khỏi cái sức hút của cái ống ở phía dưới đáy của cái dòng sông đó. Và khi lên thì người ta phải cấp cứu vào hô hấp nhân tạo thì hai trẻ mới sống được. Thì đó là cái câu chuyện mà trẻ em bị kẹt trong cái trong một cái nơi giải trí của chúng ở ngay một cái vùng mà một cái dòng sông nhỏ, cái hồ nhỏ mà thôi, mà họ gọi là Lazy River, và cảnh sát đã đưa cùng băng video security quay từ đầu đến đuôi để quý vị thấy rõ rằng là cảnh bị mắc kẹt như thế nào và cảnh sát đã giải cứu ra sao để mà cứu được hai trẻ nói trên. Thưa quý vị, vâng, thành ra là đưa mấy đứa nhỏ đi hồ bơi đến Phạm Cơ, cho dù nó cạn cỡ nào cũng vậy, mình phải không bao giờ rời mắt được hết. Đúng rồi, vì sơ hở một cái thôi là tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, rất là nguy hiểm. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp sau đây chúng tôi xin được đề cập đến cái sự việc mà đã gây xôn xao dư luận của Hoa Kỳ trong nhiều ngày qua, đó là cái vấn đề mà hai người da đen đi vào trong một cái tiệm cà phê Starbucks ở tại Philadelphia, và sau đó thì bị cái người manager ở tại đây kêu cảnh sát bắt đi, là tại vì hai người này đã xin được sử dụng cái toilet. Rồi sau đó thì khi mà người ta hỏi là có order nước uống hay không thì hai người này nói không, tôi không có order nước uống, tôi ngồi để chờ bạn của tôi. Thì cái người manager của cái tiệm cà phê đó đã gọi cảnh sát. Cảnh sát đã bắt hai người này đi bỏ tù, và sau đó thì thưa quý vị, một cái làn sóng phẫn nộ để bảo vệ, để binh vực cho hai người đàn ông đó đã dấy lên, bởi vì họ cho rằng là những người manager ở trong Starbucks đã có hành động kỳ thị chủng tộc khi mà thấy người da đen bước vào, thành ra họ không có đồng ý. Cái sự việc nó không ngừng ở đó. Xin quý vị, dân chúng ở xung quanh khu vực cái quán cà phê đó, không chỉ là người da màu, da đen, mà kể cả người da trắng, họ cũng tham gia những cuộc biểu tình, và họ lấn vào trong những cái tiệm cà phê đó để họ biểu tình, họ ngồi đó và họ kêu gọi là phải tẩy chay cái hệ thống cà phê Starbucks. Sau đó thì ông tổng giám đốc đã lên tiếng và xin lỗi, và ngoài ra thì ông cũng đã gặp trực tiếp hai cái người đàn ông đó để mà lên tiếng xin lỗi. Và ngoài ra thì ông cũng tuyên bố là vào ngày 29 tháng 5 tới đây thì toàn bộ 8.000 tiệm Starbucks ở trên Hoa Kỳ đều sẽ phải đóng cửa, để tất cả nhân viên làm việc cho 8.000 tiệm cà phê này phải đi tham dự một cái buổi học để có thể huấn luyện về cách làm sao để đối phó, để đối xử với là khách hàng, tránh trường hợp kỳ thị chủng tộc như vậy có thể xảy ra nữa, và có những lời xin lỗi rất là thiết tha. Tuy nhiên thì gần đây có một nhóm người bảo vệ những người mà bị kỳ thị chủng tộc đó, họ lại kêu gọi, họ nói rằng là một ngày đó, trong cái ngày 29 tháng 5 để mà huấn luyện cho nhân viên trong 8.000 cái tiệm cà phê như vậy thì không có đủ, và họ yêu cầu là phải mở dài dài nhiều hơn nữa để cho nhân viên của Starbucks phải coi như là tuyệt đối không được tái phạm cái vấn đề này. Thì bên phía Starbucks vẫn chưa trả lời, họ vẫn giữ là ngày 29 tháng 5 tới đây
họ chưa cho biết là có thêm ngày hay là không, nhưng mà tin tức chưa có đề cập đến vấn đề này. Thì ngày hôm nay tin lại đưa thêm cái người mà đứng ra mà kêu cảnh sát, tức là cái người manager của tiệm cà phê đó, ngày hôm nay, hôm qua thì đúng hơn, hôm nay đưa tin nhưng mà hôm qua thì cô này đã lên tiếng. Thưa quý vị, cô gái này là một cô gái 31 tuổi có tên là Holly Hilton. Cô là cái người manager của tiệm cà phê trong lúc đó và đã kêu cảnh sát cũng vào lúc đó luôn. Thì cô này đã được một cái người, một cái trang mạng báo chí đó, họ mời phỏng vấn và họ đặt vấn đề cô này. Thì cô này có nói rằng là tại vì tôi không có, tôi nghĩ cái những người này là những người mà xâm phạm vào nhà của người khác bất hợp pháp, tức là không mua cà phê rồi đi toilet nữa, rồi không chịu làm gì cả, thì giống như là đã lấn chiếm vào trong cái quán của họ một cách bất hợp pháp, thì họ kêu cảnh sát thôi. Thì sau đó cô này đã rời khỏi đó và cảnh sát đã bắt hai người này. Thì nói tóm lại là cô này đã lên tiếng và đã cho biết rằng là cái hoàn cảnh lúc đó đó, cổ cũng không biết là có bắt hay không, tại vì cổ thấy vi phạm thì cô gọi cảnh sát thôi. Nhưng mà cái người phỏng vấn thì đặt vấn đề là tại sao cô không cho một cái warning, tức là tại sao cô không nói rằng là nếu mà mấy ông không có đi đó thì tôi gọi cảnh sát, thì giờ nào mà người ta không đi hay gì đó thì mới gọi cảnh sát được. Nói tóm lại sự việc này càng ngày càng xảy ra, càng tạo ra một cái làn sóng rất lớn cho cái vấn đề mà họ nghĩ rằng là Starbucks đã có những hành động kỳ thị chủng tộc, và người ta nghĩ rất có thể cái hệ thống cà phê này ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều về cái vấn đề mà thu nhập trong quán cà phê này trong thời gian gần đây cũng như là thời gian sắp tới. Anh Phạm Cơ. Vâng, và thưa quý vị, bản tin kế là bản tin liên quan đến tiểu bang Arizona. Tại tiểu bang Arizona vừa mới đây thôi, cách đây 2 ngày đã xảy ra một cuộc đình công của các thầy giáo ở ngay tại nơi đây. Thưa quý vị, thầy giáo và cô giáo dạy học ở đây phải nói rằng lương rất là thấp. Tuy nhiên người ta không cho biết rằng thấp bao nhiêu. Nhưng mà các thầy giáo và cô giáo này tâm sự rằng là cô phải làm tới 3 job. Tức là buổi sáng đi dạy học xong, buổi chiều đi dạy tư, rồi buổi tối cũng đi dạy kèm nữa. Và 4 ngày một đêm, 4 đêm 4 ngày một lần trong tuần, cô phải lái xe taxi. Tức là cô lái theo cái xe của cái hệ thống Uber, mà ở đây thì là không có Uber, cô lái xe cho hãng Lyft. Nói chung thì cô phải làm việc rất nhiều để có thể kiếm tiền sống mới được. Và cô giáo này còn tâm sự thêm nữa, đây là cô thứ hai. Cô nói rằng là cô làm việc cực lực rồi không nói, nhưng mà tất cả những cái đồ đạc ở trong cái phòng học này thì phần lớn là do cô bỏ tiền ra cô mua sắm, hoặc là của con ở trong nhà đem đến để cho các trẻ vui chơi. Sách vở ở đây cũng là sách vở cũ của con cô học xong, bây giờ cô đưa vào đây để cho học trò mượn mà đọc. Dĩ nhiên thì tất cả những cái đồ này, đồ đạc đó là không phải do nhà trường cung cấp, bởi vì nhà trường không có đủ ngân khoản. Khu học chánh rất là nghèo và bao nhiêu cái chuyện học hành đó là đều do cô tự lo liệu cả. Và ngọc như là quả địa cầu hay những cái chuyện đều là do cô. Và nói chung thì các thầy giáo đều như vậy cả. Ai cũng là rất là quan tâm đến học sinh, cho nên họ tìm đủ cách để mà giúp đỡ cho học sinh học hành. Tuy rằng là họ không có chịu nổi và giờ đây thì họ phải đình công để đòi tăng lương mới có thể hy vọng sống được. Và đây là cái cách mà học trò từ nghĩ ra những cái phương cách để mà có thể ngồi học trong cách rất là thoải mái, thay vì nhà trường không có cung cấp đủ dụng cụ để học. Và nói chung thì cái chuyện này không phải chỉ xảy ra ở ngay Arizona mà thôi, mà nó là xảy ra nhiều tiểu bang khác nữa, trong đó có tiểu bang Kentucky, có những cái tiểu bang khác ở trên West Virginia, và phải nói là rất là nhiều tiểu bang, và các tiểu bang đó đều phải đình công. Thầy giáo phải làm lớn chuyện thì lúc bấy giờ, thưa quý vị, quốc hội của tiểu bang mới có thể đưa tiền bạc lại để cho đã giải quyết được một phần nào đời sống khó khăn của thầy giáo và cô giáo tại các ngôi trường này, thưa quý vị. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp chúng tôi thấy cái vấn đề này nó thường xuyên xảy ra, và nhất là tại tiểu bang Texas, là một cái tiểu bang khá là nóng vào mùa hè, cho nên là cái vấn đề mà road rage nó vẫn thường xuyên xảy ra. Cho nên là chúng tôi gửi một cái bản tin này, hy vọng quý vị có thể rút một vài cái kinh nghiệm để tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra, bởi vì cái vấn đề mà họ gọi là road rage, thưa quý vị, tức là nóng nảy trên đường xá khi mà chạy xe đó. Rồi có những cái người mà vô tình hay cố ý thì đôi khi có vô tình cũng có, đôi khi cố ý cũng có, nhưng mà vô tình làm cho cái người lái xe mà mình đã cắt đầu đó, thì họ cảm thấy rất là tức giận
và thường xảy ra những cái vụ mà ẩu đả với nhau, và thậm chí có thể là có những cái trường hợp mà người ta, cái người mà bị cắt đầu đó, họ theo cái người đó cho đến tận nhà và nổ súng bắn chết luôn cũng có nữa. Nên là rất là nguy hiểm trong cái trường hợp mà chạy xe ngoài đường. Có người đàn ông, người này, tôi thanh niên này, người này có tên là Brian Trần, người Việt Nam, ở tại Houston, Texas, thì anh này trên đường đi đã tình cờ quay được một cái đoạn video dài khoảng 40 second ở ngay cái đường West Road gần với đường Ella. Thì thưa quý vị, anh này đang chạy xe thì thấy có hai chiếc xe xe truck màu đỏ và màu trắng có những cái hành động rất là dữ tợn khi mà họ giành nhau, họ lạng qua lạng lại. Có lẽ trước đó họ đã có những cái hành động như là cất đầu cất đuôi hay là bóp kèn gì đó, thành ra đã xảy ra vấn đề mà hai người đã giành nhau và họ giống như là muốn đụng với nhau vậy. Thì cái người anh Trần này đã chạy theo và đã quay được cái đoạn này. Thì cuối cùng thì cũng bị khoảng 40 second thì hai chiếc xe đó có những hành động rất là nguy hiểm, tức là cái người ngồi chiếc xe màu đỏ đó chạy qua lạng lại tìm cách để mà lên phía trước để mà có những hành động tiếp theo với cái người lái xe màu trắng. Rồi có cả thấy người ta thấy rằng là có một cái người leo đằng sau của cái pickup truck đó, cái bác của xe đỏ, để mà chuẩn bị nếu xe đỏ này có thể chờ lên đường đó thì có sẽ thể có là một cái hành động gì đó mạnh hơn để mà đối phó với lại cái xe màu trắng. Nhưng cuối cùng thì xe đỏ đã phải U-turn và chạy đi nơi khác. Thì nó tóm lại cái sự việc xảy ra như vậy thôi, nhìn thì rất là nguy hiểm nhưng cuối cùng thì không có chuyện gì xảy ra cả. Cái bản tin này đưa ra để có thể nhắc nhở mọi người là nên calm down, tức là phải đừng có nóng tính quá, đôi khi có những cái việc đáng tiếc có thể xảy ra, có thể là xe mình đụng vào xe người khác, xe một người vô tội nào đó, hoặc là bởi vì lạng qua lạng lại nó có thể bị lật và gây ra cái tai nạn rất là đáng tiếc. Cho nên cái mùa hè sắp tới quý vị lái xe thật là cẩn thận, chớ đừng có cắt đầu ai. Anh Phạm Kha. Vâng. Và thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi đã chấm dứt phần đầu tiên của chương trình Future News. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát sau một vài tin tức thương mại.